thôn ta cùng cố lên, nào chung tay đẩy lùi dịch Covid. Gia đình nào có ai thì thông tin để được gặp trường thôn ngay. Dịch mà đi qua, đời là sống mới, xe yên lành giây phút đã thành thời. Alo, alo, hiện nay virus Corona đang diễn biến vô cùng phức tạp, đề nghị bà con thôn ta phải thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, không tập trung chỗ đông và nhớ đeo khẩu trang mỗi khi xuất hiện bất cứ nơi đâu. Bà con lưu ý, hiện nay virus Corona đang diễn biến vô cùng phức tạp trên toàn cầu cũng như là toàn thế giới. Đề nghị bà con hết sức lưu ý để tránh lây lan bệnh dịch ở thôn ta. Alo, alo, xin thông báo toàn thể bà con được biết. Trưởng thôn Lõ Văn Đường xin thông báo. Cái nồi khe này bao tiền này? Cái này đắt hơn tí em ơi, 100 em ơi. Cái này mới hàng hiệu luôn này, hàng đen nhỉ. 100. 100 nhá. Ờ rồi. Nước rửa tay đi bà con ơi. Nước rửa tay đi bà con ơi. Mua nước rửa tay đi. Nước rửa tay đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đi bà con ơi. Nước rửa tay nhà em sản xuất từ axit hyaluronic, axit sulfuric, axit nitric, có cả thạch tín đấy. Một phát rộp tay luôn. Mua đi. Hàng hiếm này, hàng hiếm đấy. Cái này hàng xịn. Mua đi anh. Hàng hiếm đấy. Không có mà chọn lựa đâu. Tí là hết bây giờ. Sao giống cái cọ bồn cầu ấy? Đúng là vỏ chai bồn cầu thật. Nhưng nhanh mà nước là nước rửa tay, đảm bảo phòng độc luôn. Covid-19 thì Covid-21 cũng chết luôn. Có bớt không? Bà con ơi, khẩu trang này, khẩu trang nhập khẩu nguyên chiếc này bà con ơi. Mua đi bà con ơi. Nước rửa tay này, nước rửa tay. Từ tham của ông bà con ơi. Mua đây. Dùng hết nhá, dùng hết nhá, trái với vỏ chai nhá. Nước rửa tay đi bà con ơi. Mua đi, nước rửa tay đi, sắp hết rồi bà con ơi. Alo, hiện nay thôn ta có một số đối tượng không tiện nêu tên đi về từ nhiều vùng nơi khác nhau, đề nghị bà con ta hết sức lưu ý. Alo, đi chậm thôi. Hai cậu kinh doanh cái gì thế này? Dạ bác ơi, cháu bán khẩu trang ạ. Khẩu trang à? Dạ. Có đảm bảo chất lượng không đấy? Ui giời, khẩu trang nhập khẩu nguyên chiếc, có tem mác đoàn hoàng luôn bác ơi. Có đúng không? Dạ, hàng xịn luôn ạ. Thế bao nhiêu tiền một gái? Dạ bác mua, ui giời, bác lấy thì cháu bán rẻ cho 50 ạ. Sao lại 50? 50.000 một gái. 50.000 là rẻ ơi là rẻ rồi bác ơi, ở đây không có ai bán 50.000 cả. Thằng này bán bù láo. Em xem ở nhà thấy trên mạng có 5.000 một cái. Mà là bán đến 50. Bác ơi, này. Đấy là ngày thường, còn bây giờ là ngày dịch, cháu không có hàng. Cậu đưa tôi xem đây nào. Dạ đây ạ, ở dưới hàng xịn luôn à. Cái này là ngày thường tôi mua có mấy nghìn bạc cơ mà. Bác ơi, đấy là ngày thường, còn ngày này mà cháu bán như thế thì cháu chết đói à. Này, tôi nói cho cậu biết nhá. Cậu đừng có lợi dụng vào cái việc dịch bệnh này để trục lợi nhá. Làm ăn đừng có bố láo. Sếp ơi, bọn này. Thưa cái này cái gì đây? Mà cái này cái gì đây? Dạ, thưa bác, đây là nước rửa tay ạ. Nước rửa tay sát khuẩn ạ. Dạ. Sao lại không có tem mác nào là thế nào hả? Dạ bác ơi, tình hình là thế này. Bây giờ thì mọi người nhu cầu cao quá. Mà nhà cháu thì chỉ có ruột thôi. Còn mấy cái tem mác thì bên sản xuất người ta chưa kịp sản xuất ạ. Vâng ạ. Chưa kịp sản xuất? Dạ vâng ạ. Thế là cậu gia công xong đổ vào đây? Dạ vâng. Thế một chai như thế này bao nhiêu tiền? Bác ơi, cái chai này thì thôi, nếu mà bác trưởng thôn hàng xóm nắng nhìn thôi, cháu lấy bác 250 thôi. Vâng. 250 à? Vâng ạ. Sếp ơi, cái lọ này em nhìn quen quen. Em nhớ là nhà em có cái lọ này mà cọ toilet. À đúng rồi, thôi đúng rồi. Cái chai này là chuyên ở trong nhà vệ sinh ơi. Đấy em mà quen này. Lắm. Cái nước rửa tay là để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hả? Vâng ạ. Thế mà tại sao cậu lại cho vào cái chai đựng nước vệ sinh thế này? Nhưng mà bác ơi, bác không thể hiểu được ạ. Cái ruột của nó thì vẫn là nước rửa tay ạ. À, vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mà do vì cái bên cung ứng cái chai ấy, người ta không kịp sản xuất, cho nên nhà cháu phải biết tận dụng thôi ạ. Thu gom. Vâng ạ. Hóa ra hai thằng này là gian thương. Không được rồi. Sếp để em gô cổ bọn nó. Từ từ, để tôi phải xử lý.
tôi nói cho hai cậu biết nhá. Dạ. Trong khi nhà nước và nhân dân đang cố gắng dập dịch nhá, tìm mọi cách để hạn chế dịch lây lan tối đa, mà các cậu lại làm cái trò mèo trò má trục lợi ngay tại thôn quê thế này à? Hả? Các cậu có lương tâm được không? Hả? Cái khẩu trang có mấy nghìn đồng mà các cậu lại bán mấy chục nghìn, còn cái loại nước này không đảm bảo vệ sinh mà cũng bán hàng trăm nghìn là thế nào? Hả? Dạ. Nhìn mặt sáng sủa như thế mà không có lương tâm à? Còn giết người, tranh thủ trục lợi, dẹp để cho em lôi cổ chúng nó về. Chào tin. Các cậu buôn bán hay là các cậu đừng ra đây chột giật hả? Tôi nói cho các cậu, cùng làng cùng xóm là phải giúp đỡ nhau, chứ không phải như các cậu đâu. Buôn là bán chi, hai thằng kinh doanh chột giật, dân khốn khổ sao lại chẳng thương. Tiền phú cao nhưng mà lương tâm không sạch, kiếm rằm ba đồng chú đứng không bằng một xu. Bán buôn thế này tâm đức các anh để ở đâu? Tâm đức các anh để đâu? Cháu xin các bác ạ. Rồi con xin bác. Cả nước cùng nhân dân đang dập dịch mà lại ra bán với cái giá cắt cổ như thế này, tâm đức của các cậu để đâu? Tâm đức các cậu ở đâu? Cháu đi. Làm người ai lại làm thế? Sợ lắm. Cháu xin các bác ạ. Bác ơi, bác đừng bắt cháu đi tù. Cháu xin các bác ạ. Sakalu, tôi Lõ Văn Lường, trưởng thôn đây. Có việc gì? Ôi ôi, thế à? Đợi tôi về luôn nhá. Cháu xin các bác. Hai cậu đi theo tôi. Dạ bác ơi, rồi bác đừng bắt tôi đi tù. Cháu xin bác. Tạm thời mang hết khẩu trang và những thứ này đi theo tôi. Mang luôn. Dạ. Trời ơi, tất cả vào. Đi, về đi. Dạ. Khẩn trương. Nhanh ơi, anh bác cầm cả cầm ở trong luôn rồi. Đi, đi, giữ nguyên tăng vật. Bà phải cho con bà đi cách ly. Con nào bị bệnh bà phải cho đi cách ly. Lỡ bị bệnh bà bảo làm sao mà phải cách ly? Con bà đi qua vùng dịch, bà phải cho đi cách ly đi. Không có lây lan làng xóm thì sao? Chả làm sao cả mà phải lây nhá. Đi cách ly đi, bà mà không cho con đi cách ly bà không sống với tôi đâu nhá. Tính làm gì cháu? Này, hả? Bà thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đi. Cho con bà đi cách ly đi, không là không sống với chúng tôi đâu nhá. Các ông thì tự đi mà cách ly ra cho tôi. Virus Corona đang diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới, và nó không kiêng nể bất cứ nước nào, thậm chí cả thôn ta nó cũng xâm nhập bất cứ lúc nào. Đề nghị bà con thôn ta hết sức cảnh giác. Alo alo. Có chuyện gì thế này? Sếp ơi. Cái gì thế này? Khẩu trang xịn. Đây có phải khẩu trang đâu. Sao cóc xê này ở trên đầu tôi? Vừa lấy đi qua nhà bà tí. Sếp bị móc ở đầu. Thế mà không biết đuổi theo tôi để bảo. Ui thì sếp bị nhanh quá em không nói kịp. Thế đi sao này đi chậm thế à? Đây bác chỉnh tôi rồi. Cái con gấm này bác, nhà con bà Mỹ này, nó đi qua vùng dịch mà nó không cách ly, mà làm cho dân làng loạn hết cả lên như này. Không biết như nào bác ạ, bác xem xử lý đi cái. Có đúng là con nhà bà đi qua vùng dịch đúng không? Đi đâu mà đi? Tôi nói cho ông biết đây này, ông nhìn nó xem vẫn còn là trẻ khỏe, tươi giói như này, làm sao mà phải đưa nó đi cách ly? Đi cách ly gì mà cách ly? Nếu mà đi qua vùng dịch là phải cách ly đấy. Phải cách ly. Thế thì rất nguy hiểm cho cả làng đấy nha. Không phải như thế đâu ông trưởng thôn ạ. Đấy tôi nói rồi, ông nhìn con gái tôi đây vẫn khỏe mạnh tươi rói rói bình thường, làm sao mà phải cách ly? Này, cái này triệu chứng của nó là mày lại nhiều ngày. Tôi nên không chủ quan được. Tôi nói với bà biết, không thể chủ quan được. Đúng rồi, cách ly, cách ly, cách ly. Nghe tôi đây này. Bà con ta không nên thay quá, nhưng lúc này ta phải biết.
biết đồng tâm, không có hoảng lo tập trung chỗ đông, không chia sẻ nội dung mà điều hơn. Bà con ơi cùng cố gắng, khắp mọi người cho tới toàn hồn, cứ ra đường ta sắm cái khẩu trang và không tung bịa chuyện hoang mang. Nếu muốn cùng ta khỏi toan, hãy chung tay ta phải dập dịch ngay, cùng bên nhau nâng cao cái tình người và yêu thương đoàn kết bước qua. Dịch mà đi qua, đời là sống mới, sẽ yên lành giây phút đã thành thời. Khắp xóm làng chung hát mà nhồi ca, toàn dân ta nhà nhà vạn mình, cấp trên sẽ khen toàn dân ta, người người đều văn minh, cấp trên sẽ khen, nếu mà không nghe tôi lập một thằng chết tươi. Tôi đề nghị bà con những lúc này không được hoang mang, không được đưa những cái thông tin nó không đúng đắn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải biết đoàn kết bảo ban nhau, dù sao thôn ta cũng là thôn văn hóa, hiểu chưa? Thế bây giờ mình cứ ầm ang ra thì người ta biết có phải nó mất hay không? Đúng. Có đúng con bé này nó đi về từ vùng dịch không? Đúng rồi ạ. Không phải đâu, bác trưởng thôn, cháu nhà em nó vừa đi du học bên châu Âu về mà. Ôi, châu Âu thì đúng rồi còn gì nữa. Bây giờ Italia này, rồi là Đức này, rồi nhiều nước, bây giờ đang có dịch bệnh như thế. Thôi chết rồi, thôi chúng mày bỏ khẩu trang cả đeo vào đi. Nhưng mà cháu nhà em nó vẫn đang khỏe mạnh như bác nhìn này. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có chủ quan. Mắt thường bà nhìn làm sao biết nó khỏe mạnh hả? Đúng. Cái này phải giới chuyên môn mới biết. Làm sao mà bà biết con bà khỏe? Thế nhưng mà bác trưởng thôn ơi, giờ cách ly có bị chết không ạ? Bà bị dở người à? Bà cười. Thế cách ly bị chết thì ai cũng bị chết à? Cách ly là người ta giới hạn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cũng như là để đảm bảo sức khỏe cho con bà. Ví dụ như con bà chẳng hạn, nó mà bị bệnh dịch, hiểu chưa? Thế là người ta sẽ điều trị cho nó sớm thì nó không sao. Nếu mà biết muộn nó lây sang cả làng cả tổng, nó cũng như cả làng cả tổng đi luôn. Ơ thế nhưng mà em tưởng hết dịch rồi cơ mà. Hết cái mặt bà. Hết làm sao được mà. Bao giờ thế giới công bố hết dịch cơ là hết? Bà chủ quan như thế cơ mà chết à? Thế nào là hết? Ơ giời, không được phép chủ quan nghe chưa? Dịch nó lại là mầm rồi kìa. Rằng thì là mấy hôm rồi trên đài đang thông báo, khắp mọi nơi virus đang tăng cao. Này bà ơi, phải mau cho cháu cách ly, không nhỡ làn dịch khắp nơi thì ta chết, xóm thôn vỡ chặt. Ta mau trông dịch, ta mau trông dịch. Tôi xin bà, tôi van bà là bà ơi. Này, bà tí bà viêm cánh hay sao mà cái này hôi thế? Em cũng không rõ. À, bà đang cho con bú. Mày điên à? 75 tuổi gì làm gì còn con bú nữa. Tôi nói cho nha, là phải hết sức yên tâm để đảm bảo an toàn cho thôn ta. Tôi, trưởng thôn Lõ Văn Lường, đề nghị cháu đi cách ly. Anh, đưa nó đi cách ly. Ok sếp. Cách ly. Thì bác chịu thôi rồi nha. À, bác ơi, thế cái còn cái tiền khẩu trang này với cái tiền dầu rửa này thì ai thanh toán cho cháu ạ? Toán cho bọn cháu chứ. Riêng khẩu trang và cái nước rửa tay này, tao sẽ trưng thu của hai thằng chúng mày để phạt. Thôn ta cùng cố lên nào chung tay đẩy lùi dịch Covid. Gia đình nào có ai thì thông tin để được gặp trường thôn ngay. Không ai được dối gian là ta giết dân ngầm thêm người văn minh cách ly khỏi nguy. Thôn ta cùng tiến lên nào bên nhau cùng bảo vệ tương lai. Quê hương người sáng thêm cùng nhau đánh Covid tàn luôn, đánh Covid dập luôn. Thôn ta năm bờ hoang cùng nhau chung tay
đẩy lùi dịch Covid. Ai không chịu cách ly là ngu si, làm ảnh hưởng thôn ta. Thôn ta number one, thôn ta number one, thôn ta number one. Thôn ta number one, number one, thôn ta number one. À loa loa, hiện nay thôn ta chưa có gì thông báo. Nếu có tôi sẽ thông báo để bà con biết những gì thông báo. Trưởng thôn Lõ Văn Đường tôi xin thông báo. Cảm ơn bà con đã nghe thông báo và đợi những thông báo mới nhất trên thông tin tôi thông báo. Thôn ta cùng cố gắng nào chung sức với nước non cùng dập ý dịch Covid. Hãy chung ta cùng hãy chung tay mà dập dịch cùng nước non mình ta dập ý dịch Covid. Hay không? Dạ. Ba có chuyện gì mà gọi cháu sáng sớm đấy ạ? Có việc thì mới gọi. Dạ, việc gì ạ? Mày đi vào đây có ai nhìn thấy không? Đừng làng mình dạo này vắng tanh, làm gì có ai mà đi cùng à? Này, dạ. Bình thường đi xây vẫn được bao nhiêu tiền một ngày? Dạ, 5 lít à? 500 à? Vâng, đấy cũng không tính tiền bo đấy. Xây thì còn có bo à? Có chứ, xây tốt là chủ nhà vẫn bo chuyện bình thường. Thôi được rồi, có việc cho anh làm này. Ê, nhà bác định xây cái gì à? Xây cái mả này chôn mả. Anh làm cho tôi 14 ngày, nhá. Dạ. Cơm bưng nước giấc con người bê lên tận nồi. Giả hơn 500. Hơn 500 là cụ thể là bao nhiêu ạ? 501. Tôi tính cụ thể luôn nhé. 14 ngày nhân 501 là 7 triệu nha. Đó, 8 triệu tư ạ? Thằng điêu. Tao tính thì đổi có 7 triệu 6. Bác là điêu của cháu cũng có 600 còn gì nữa. Thì được rồi. Giả hẳn may 7 triệu 7 nhá. Dạ. Làm cho tôi 14 ngày. Nằm một chỗ chứ sống thực vật đấy. Dạ. Tạm ứng cho anh này. Dạ, tạm ứng 5 triệu ạ? 500. Xong việc ấy là thanh toán hết. Việc này này. Chỉ đơn giản thế thôi. Nào ta mau rửa tay. Xong ta lại rửa chân. Tay chân ta rửa xong. Sẵn có nước ta rửa thêm body. Kính thưa toàn thể bà con thôn ta, bài tập thể dục dưỡng sinh của thôn ta tới giờ phút này là trọn vẹn đẹp đẽ. Bây giờ xin mời tất cả quý vị, các cháu nhỏ, toàn thể bà con trong thôn vào trong hội trường để nghị sự và hội thảo. Kính thưa bà con, tôi sẽ thông báo cho bà con được biết cái tình hình dịch bệnh bây giờ đang rất ban căng. Và tôi nói thẳng luôn là cái bệnh virus này nó không kiêng nể bố con thằng nào đâu. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thôn ta phải thường trực đeo khẩu trang, nó như là một thói quen đấy. Đấy, và bây giờ tôi sẽ đọc cái tin nhắn thông báo mới nhất của Bộ Y tế để cho bà con nắm rõ cái tình hình để được biết và phòng chống dịch bệnh nhá. Người dân khi có biểu hiện nghi ngờ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sốt, ho, khó thở và có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh hoặc nghi ngờ mắc các bệnh trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện biểu hiện bệnh, hãy đến bệnh viện tuyến quận huyện gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Trước khi đến hãy điện thoại thông báo biểu hiện bệnh và tiền sử tiếp xúc đi lại với cơ sở y tế để được hướng dẫn phù hợp. Các đội phản ứng nhanh của Bộ Y tế luôn sẵn sàng thường trực hỗ trợ các bệnh viện tuyến quận huyện trong công tác khám chuẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Ôi trời ơi, tao mệt quá mày ơi. Chú xem không? Xem thấy giống tụ binh có võ trên chùa là mình. Kinh cái tin nhân nhà mày. Tao đọc bình thường không sao, mày cứ dập dập chân như thế làm tao đọc nhanh suýt đứt hơi đây này. Thế bây giờ bà con có ý kiến gì thì đưa ra ý kiến để tôi biết, tôi còn... Được rồi,
Ê, cháu bé kia, cho cháu ý kiến. Dạ cháu quên rồi ạ. Ôi trời ơi, ra lại quên. Thế là cháu có ý kiến gì không? Khi nào cháu có ý kiến thì cháu nói. Khi nào có ý kiến mới nói à? Được rồi. Thế bây giờ bà con ai có ý kiến nói luôn đấy. Bác trưởng thôn ơi, em nghe đài báo nói là ngoài cái việc đeo khẩu trang này là chúng ta còn phải rửa tay sát khuẩn nữa có phải không ạ? Ngoài cái việc rửa tay ra thì chúng ta còn phải rửa ngang, rửa dọc, mà rửa những cái chỗ móng tay hay chạm vào. Chị ơi, cái lỗ đấy mà mình sát khuẩn với muối vào thì rộp hết lên nhỉ? Cậu là vớ vẩn nhá, cười cái gì? Tôi nói cái lỗ mà tay chúng ta hay chọc vào, ví dụ như là lỗ mồm, lỗ mũi, lỗ tai hay là nách cái này, chứ không phải là vớ vẩn như các ông các bà nghĩ đâu nhá. Bác ơi, đào này là rất căng, thôn ta muốn an toàn là phải lập khu cách ly chứ không ạ? Ông này là đúng, mình phải cách ly ngay, phải nhốt những người đã bị bệnh vào một chỗ, tránh để lây cho những người phải bệnh trong làng. Đúng rồi. Lần này mà thôn ta cách ly, bác cho cháu mở lại cửa hàng ăn nhé. Bác yên tâm, lần này là vệ sinh an toàn thực phẩm luôn, không đi viện hàng loạt như đợt trước nữa đâu. Còn cháu, bác cho cháu mở quán bia bác nhá. Cái đấy để tôi cân nhắc. Có khi bác cho cháu mở quán bia để cháu phục vụ bà con luôn bác nhé. Trên cái tinh thần này, em xin phép bác là cho em được ghi lô đề mở quán karaoke để phục vụ bà con, có phải không ạ? Hay bác cho em mở bún bàn thâm nhé. Cái gì? Bún bàn thâm ấy. Mở bàn thâm ấy để. Vâng. Cái đấy để tôi phải xem xét ra. Sếp ơi, lần này cho em mở lại quán massage, nhưng mà lần này em cho đèn sáng sáng lên tí, không tối như lần trước. Kinh doanh các ngành nghề nhạy cảm như thế phế cao lắm đấy nha. Người sợ gì? Trật tự. Các vị là nguyên tha nguyên thiêng nhé. Cái việc lập khu cách ly là phải do cấp trên. Thôn ta là cái gì đâu? Thôn cha ta chỉ là tuổi tí thôi. Tự động lập khu cách ly về nơi nào cũng như thôn ta để có mà loạn hết à? Xã hội này loạn à? Có mà loạn ông loạn dương, loạn giường loạn chiếu loạn miếu ủy ban à? Vớ ba vớ vẩn, nguyên tha nguyên thiêng. Như các ông các bà để cho mọi thứ để bà vỡ hết trận à? Tôi nói cho các bà biết nhá, tất cả thông tin này tôi ghi đầy đủ trong văn bản đây này nhá. Trước tiên, việc bà con thôn ta phải hạn chế tối đa không đi lại trên các thành phố lớn nhá, không đi lên các thành phố lớn là việc đầu tiên. Việc thứ hai là giả sử như bà con quê ta mà có người từ các thành phố về là phải bảo với nhà chức trách để chúng tôi có biện pháp và chúng ta kiểm tra thân nhiệt. Thế nó mới an toàn được chứ. Nó liên tha liên thuyền vơ vẩn. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi này. Sao ở đây ngột ngạt thế này mà không chịu bật cái điều hòa cho tôi? Cách ly kiểu này nó không giống thực tế của tôi thế nào cả. Dạ chị thông cảm. Đã đi cách ly là như đi chữa bệnh, mà chữa bệnh là phải theo hoàn cảnh điều kiện chỉ định của giới chuyên môn ạ. Bệnh virus này mà bật điều hòa sẽ tạo điều kiện cho con virus nó phát triển đó ạ. Tôi không biết rồi, phát triển nhanh hay chậm, nhưng tôi đang chết nóng như thế này. Đã thế, sóng sánh thì không có cái gì cả, mạng thì quay tít tò lò ấy, làm sao mà tôi lướt Facebook được. Mà này, chiều nay là 7, đổi luôn thức ăn cho tôi nhé. Thức ăn gì toàn ăn với thịt thì ai mà nuốt nổi. Có cháo bằng ngư gì không? Dạ không ạ. Thì có tổ yến gì không? Dạ không ạ. Cái gì cũng không thế thì cách ly kiểu này thì tôi mắc bệnh thêm à? Dạ thưa chị, ở đây là khu cách ly chứ không phải là khách sạn 5 sao hay du thuyền 6 sao. Sao xếp hay không như thế, nhưng tôi thích ăn sâm hầm và vi cá mập. Dạ chị ơi, tôi không tiện nói chuyện với chị trong lúc này. Nhưng chị phải biết để đề phòng chống dịch, nhiều lãnh đạo và chiến sĩ còn phải nhịn đói và thức xuyên đêm đó ạ. Đấy là việc của họ, còn tôi quen những chỗ sang trọng rồi. Nhé, tí nữa mà không thay chân ga gối đệm của tôi ấy, tôi ấy, chụp ảnh bóc phốt lên Facebook ấy, tôi đừng có trách con này nhé. Chị cứ làm theo đúng lương tâm của chị. Tổng sư. Em xin phép bác kìa, cho em về em ra chợ em làm mấy thùng mì tôm về. Chứ bây giờ bác họp cái này xong rồi lại chốc nó xong ra, chả còn cái gì để mua nữa. Chết chưa? Ta lại ném cái lọ hoa vào mặt chúng mày bây giờ. Dẹp, cứ để em. Các ông các bà cứ làm như đây là cái chợ ấy nhở. Đây là buổi hội thảo khoa học của làng. Mà cứ làm như mầm 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 ấy. Ông bà là còn mầm 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 nhá.
tôi dúi thẳng cái dùi cút điện vào mặt nhá. Nghe tôi nói này, tại sao bà con lại có cái tư tưởng để mua mì tôm, mua thức ăn để dự trữ trong nhà hả? Tôi nói cho các vị biết thế này nhá, cái việc lương thực có các bộ ban ngành lo rồi và có cấp trên lo rồi, thế bây giờ các vị mua về à, thế nhưng mà ngay tại quê ta nào trứng gà trứng vịt, nào gà nào vịt nào lợn có đầy như thế, rồi là thóc ở trong bồ cứ thế mà dùng, rau thì ngoài vườn, rồi là ngoài đường thiếu gì rau đâu. Cái việc hỗn loạn xã hội là chính do các vị nghe những cái thông tin thất thiệt cộng cái việc là nghe theo xu thế đám đông đi mua vớ vẩn vớ vẩn, là ảnh hưởng xã hội là do các vị đấy nha. Ủa, đổ xô đi mua thức ăn cứ làm như chết đói đến nơi ấy. Thức ăn thì đầy thôi, có nhà nước lo, làm sao gửi nhau nhau hết cả lên. Ông Loa, dạ. Ông chuẩn bị giấy tờ để bà con chuẩn bị kê khai sức khỏe đầy đủ, và tôi kiểm tra xem là thân nhân cũng như sức khỏe của toàn bộ bà con thôn ta. Dạ. Trước khi vào ghi, tôi mời bà con ra ngoài để cùng nghe bài hát mới tôi mới sáng tác. Here is the DJ. Thôn ta cùng cố lên, nào chung tay đẩy lùi dịch Covid. Gia đình nào có ai thì thông tin để gặp được trưởng thôn ngay. Không ai được dối gian là ta giết dần ngầm thêm. Người văn minh cách ly khỏi nguy. Thôn ta cùng tiến lên, nào bên nhau cùng bảo vệ tương lai. Quê hương người sáng thêm, cùng nhau đánh Covid tàn luôn. Nô hô, đánh Covid dập luôn. Thôn ta number one, cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch Covid. Ai không chịu cách ly là ngu si, làm ảnh hưởng thôn ta. Thôn ta number one, thôn ta number one, thôn ta number one. Thôn ta number one, number one. Thôn ta number one, number one. Thế bài hát hay không? Hay! Thống nhất bây giờ ai về nhà đấy vẫn phải đeo khẩu trang như bình thường nhá. Này 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 này, các ông không làm gì ngồi đây mà nói phét à? Ui giời ơi, hôm nay dịch bệnh thì còn làm ăn đi nhỉ. Dịch bệnh thì các ông phải đeo khẩu trang mà chứ. Đeo khẩu trang mình chỉ có ra ngoài mình mới phải đeo khẩu trang. Ở xóm mình đã có ai bị đâu mà phải đeo khẩu trang. Làm gì có. Tôi bán khẩu trang rồi còn không đeo. Nhưng mà các ông phải đeo khẩu trang vào, mồm ông thôi. Các ông chết trước ấy. Này, à này này này. Này, biết tin gì chưa? Cái con bé nhà ông bá ấy, nó bị cách ly đấy. Cái con bé đấy ngày xưa nó học cùng em đấy. Thật à? Ừ. Nó học ở đâu? Nó học ở bên Ý ấy. Bên Ý á? Cái tỉnh ở Italia nhỉ? Chả nghe ra nào. Ý. Ôi giời, tôi xin hai bố. Các bố ăn cơm khoai mà các bố nói chuyện quốc tế. Tao hứt cả đầu. Cái con nhà ông bá đấy, nó đi du học bên Roma các bố ạ. Chứ Ý với Italia gì của nhà các bố. Roma ấy là thủ đô của nước Pháp đấy. May không phải Ý. Con đấy mà nó về Việt Nam nhá, mà xét nghiệm dương tính thì cũng tiếc nhỉ. Ồ, con này ngon. To này này. Này này này, con này là Ricky đấy, nó đi chơi khắp châu Âu luôn. À đúng rồi. Nhưng mà phải công nhận là cái con bé đấy nó mẩy thật cơ ông ạ. Con đấy mà về Việt Nam á, nó đi cách ly em tự nguyện đi cách ly cùng nó. Tôi cũng tự nguyện đi cách ly cùng luôn đấy. Đi luôn. Thôi các ông cứ đóng quan tài là vừa đấy các ông ạ. Nhảy. Đi chuyện. Thôi đi 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 đi. Trời ơi. Ui, anh Hở ơi. Bố mới chả đưa. Tuyến ơi, mày không đến Hàn cho bác cái xích đu à? Hả? Nó thụt thì xích hết cả lưng cao tôi đây này. Đến ngay nhá. Cái thằng hẹn mãi mà cứ không đến. Mười bốn ngày. Mỗi ngày 500 mốt là 7.700.000 tiền. Tiền trả lại vấn đề,
còn người là con của. Mà mất người rồi thì của để làm gì? May là mình có điều kiện, mà mình cũng không phải là người buồn xỉn. Nhưng mà 7 triệu 7 ấy, xong việc thằng này chỉ giá 7 triệu thôi. Bằng lương thợ xây được cái gì còn đòi hơn. Ôi giời, thằng này mà nó đến nó giã cái này chắc là phải 700-800. Này, bác đây, này, thôi không phải đến hàng nữa nhá. Bác buộc mấy cái lạt vào là ngồi được rồi, nhá. Thôi, chờ mày lâu quá. Mày á, thằng ăn được chân của ông mày còn lâu nhá. À, ôi trời. Này, tất cả cái công việc ở thôn đang rất quan trọng về cái việc dịch bệnh. Tôi chỉ biết trông đợi vào cậu thôi đấy. Cậu là người ngay ngắn, lại là người làm việc nó năng lực, nhanh nhạy. Cậu phải cố gắng lên, nhá. Yes sir. Sếp cứ tin tưởng ở em. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ sếp giao. Được. Cậu phải nên nhớ, bây giờ tôi đang làm trưởng thôn, nhưng mà 50-30 năm nữa tôi cũng sẽ phải về. Thì cái chức trưởng thôn là của cậu chứ còn của ai vào đây. Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Sợ đến cái ngày sếp về thì em sang cát đến 3 lần rồi. Bác ơi về đi. Ừ, con dạng chân ra nhá. Giỏi quá. Cậu cứ lò bỏ trắng răng. Cái chức trưởng thôn sau này thuộc về cậu chứ còn ai vào đây nữa. Vớ vẩn. Dạ, ok sếp. Ừ, mình mới đi Paris về. Được không? Đang bị cách ly ở trong này. Chán ấy là chán. Đã thấy là không cách ly với ai, chỉ một mình. Không ai chơi phỏm, chơi đánh bài, chơi liêng gì cả. Buồn ơi là buồn. Ừ, cái gì? Ừ, tí nữa nhá, mình đang bận một chút nhá. Tí là chim sao, bye bye. Dạ mời chị đi kiểm tra thân nhiệt ạ. Tôi chẳng bị làm sao phải kiểm tra cả. Dạ nhưng mà theo quy định ở đây là thế ạ. Nhá, chẳng có quy định gì hết nhá. Con này không phải thực bạch để cho mọi người phải kiểm nghiệm nhá. Đây đang khỏe như trâu, chẳng có bệnh tật gì vào đây bệnh tật thêm ý. Đã thế bảo bật cho cái điều hòa thì không bật. Nóng như lò hỏa thiêu phụ hãm, ai mà chịu được. Nhìn cái gì mà nhìn. Tổ sư hãm. Các con nhớ nhá, bác lớn là bác phải đeo khẩu trang, còn các con ở nhà thì không phải đeo, nhưng mà đi ra đường là phải đeo, nhớ chưa? Vâng ạ. Mà không được tiếp xúc với người lạ đâu nhá. Vâng. Nhớ đấy. Thế bác ơi, năm nay làng ta có mở hội hè không ạ? Đang dịch bệnh như thế này làm sao mở được hội hả con? Các con đi học còn phải nghỉ cơ mà. Ô, thế thì chán quá, buồn nhỉ. Yên tâm, nếu như mà hết dịch bệnh sang năm hội là bác còn mở to gấp 5 lần hàng năm ấy chứ. Yên tâm nhé. Có phải bác trưởng thôn Lường không ạ? Vâng, tôi trưởng thôn Lõ Văn Lường đây ạ. Tình hình là căng bác ạ. Thế nghĩa là như thế nào ạ? Trường hợp ở thôn bác cách ly là đánh cháo người. Lão bá lão đánh cháo người ạ? Dạ, cô gái mà các bác đưa lên cách ly là cha giả gái chứ không phải là con gái thật. Thế nhưng người cách ly không phải là con lã bá. Có đây đúng thế ạ. Tồi tệ thật. Ơ kìa, sao bác lại chửi cháu? À không. Tôi nói lão bá lão tồi tệ. Khốn nạn thật. Bệnh dịch đang hoành hành nguy hiểm như thế mà lại dám cai người vào để đi cách ly à? Bóng đâu? Ui giời, cái cậu này. Cậu cứ làm ăn cho tốt vào. Sau này tôi lên chức trưởng thôn thì cái chức phó công an xóm này dành cho cậu chứ dành cho ai? Anh nhớ đấy nhá. Yên tâm, tôi nói là làm. Trên một tí. Điện thoại. Đánh đi rồi nghe. Thằng nào ơi? Cậu đang ở đâu đây? Em đang đánh gôn à. À, sếp à, em đây. Có chuyện gì đi sếp? Cậu là cái thá gì mà đòi đánh gôn? Đừng có nói là đi tập gym nữa đấy. Bây giờ cậu nói ngay với thằng Loa, tất cả bà con đeo khẩu trang, tập trung về nhà lão bá ngay.
Vâng vâng. Thế em về ngay. Vâng vâng. Vâng vâng em về ngay đấy ạ. Có biến rồi. Dẹp đi về, đi về. Cầm ở tận nào đi. À loa loa, hiện nay thôn ta có một vài đối tượng không tiện nêu tên. Có người thân đi về từ vùng dịch nhưng không khai báo với nhà chức trách, làm nguy hại cho toàn thôn, ảnh hưởng kinh tế của toàn cầu cũng như của quốc gia. Đề nghị khai báo khẩn trương. A loa loa. Muốn sang thì bắt cầu kiều, mà muốn con thành đạt thì phải cho đi du học. Mà tôi đã nói với chị rồi, ở bên đấy đâm bổ về làm cái gì? Tôi phải thuê cái thằng Hùng Thợ Xây đi cách ly thay chị 14 ngày hết 70-80 triệu đấy. Nhớ là ở dịp trong nhà, đừng có đi ra ngoài đường ngoài đường nhá. Ai mà nhìn thấy là chết cả lút đấy. Hay là con đi vào Sài Gòn bố nhá. Chị bị điên à? Chị đi về từ cái vùng dịch không biết là chị có bị bệnh hay không. Chị đi như thế để lây ra cả làng cả tộc à? Đeo cái khẩu trang vào. Là cái con người thì nó phải có cái ý thức. Không có cái ý thức thì là không tồn tại được ở cái xã hội văn minh này đâu. Hiểu chưa? Cứ bên này chuẩn. Ơ quả mơ qua hồn. Ông thì ăn nói rất là đạo lý đấy. Thế nhưng mà cái hành vi của ông không thể chấp nhận được. Một con người có điều kiện kinh tế, có văn hóa, có học thức, mà tại sao con ông đi từ vùng dịch về, ông lại không đưa đi cách ly là thế nào? Em đưa người đi cách ly cơ mà. Ông đừng có đỏ mồm. Người ta có bị dịch đâu mà đưa người ta đi cách ly hả? Tôi nói cho ông biết nhé, trong khi nhà nước và nhân dân đang cố gắng dập dịch, đang mọi cách để làm sao hạn chế nhất việc lây lan dịch bệnh, còn ông là đại gia, ông là người nhiều tiền nhiều của, ông lại có văn hóa, ông lại để cho con mình ở nhà còn thuê người khác đi cách ly là thế nào? Thuê ai? Ai thuê? Thuê ai bao giờ đâu? Hành động vô ý thức, không thể chấp nhận được. Trên bệnh xá người ta gọi cho tôi rồi, ông đừng có cãi. Cách ly. Trên bệnh xá gọi phải rồi. Thôi bác ơi, đừng làm nghĩa xóm với nhau. Bác chầm trước, bác thông cảm nhé. Đừng có làm toán lên thế. Riêng trường hợp của ông là phải đi cách ly. Cách ly. Nếu không tôi trục xuất ông ra khỏi dòng họ. Thôi bây giờ em cho con gái em đi cách ly nhá. Không phải riêng con gái ông, mà cả ông cũng phải đi cách ly. Cách ly. Này con ơi. Bác ơi, con cũng về đi. Để con về bao nhiêu các bác nhỉ? Để con về 59. Ôi giời ơi, tiểu qua cho lại đánh con 58 chứ đi. Tao đánh 60 đây này. Ôi giời ơi, trời ơi, kiểu con mà. Ôi trời ơi, khổ thế chứ. Sao mình không biết được này nhỉ? Tao thấy bảo rồi, trên Hà Nội là đang cắt đi căng lắm đấy. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Này. Trên kia người ta đang cách ly, quán xá người ta đang cấm, và tôi ông các bà này mở mang ra như thế này à? Bác ơi, ở đây nhà cháu khoanh vùng cả rồi. Đã khử trùng, đã xịt xiếc các thứ chưa? Khử rồi ạ, khoanh vùng cả rồi ạ. Ừ. Bác ngồi uống nước đi ạ. Cho chén nước đi. Không được chủ quan, mặc dù thôn ta đã dập được dịch nhá, nhưng mà tuyệt đối không được phép chủ quan. Rồi. Tôi vẫn bán mất à? À đấy, trời ơi. Hết Tết rồi sao lại còn bán mứt thế này? Trời ơi, nhà thì rất là nhiều, nhưng mà thôi ở đây không có một cái gì dịch cả, mà Tết vẫn còn vô tư, mà nhà thì mở thật.
bán cho trẻ con. Tức là nghỉ lâu quá nó không khác nào Tết đúng không? Cho nên là vẫn phải làm mứt để bán đúng không? Bà này là được cái tranh thủ. Nhưng mà nói gì nói nha, không được phép chủ quan, dù uống nước sát nhau cũng phải đeo khẩu trang. Vâng. Thế ông cho tôi miếng rầu xem nào. Tay nhìn nõn nà này như dùi đục mà tên dầu ngon gớm rồi. Vâng thôi. Vâng này, có khi cái con colo rút để có khi làm những rầu nó lại để tẩy độc cái chứ gì. Đúng rồi. Nói vui thế thôi. Nó chết đi. Không đùa được, cái gì cái cứ phải cẩn thận. Ăn rầu nó chết đấy. Cứ phải khẩu trang ở bịt mồm hả? Sao mới hôm nay trông mắt trưởng thôn cứ có vẻ buồn buồn mắt trưởng thôn nhỉ? Làm sao mà không buồn được? Bây giờ dịch bệnh nó đang ngầm mầm như thế làm sao mà chả buồn. Đúng rồi. Nhưng mà thôn mình thì có dịch đâu bác. Đúng là thôn mình đã dẹp được dịch rồi. Nhưng mà trên thành phố kìa, nhiều người là không có ý thức, cho nên là bây giờ nhiều chỗ phải phong tỏa. Chỉ vì là họ đi từ vùng dịch, họ liên quan đến người bị bệnh, thế mà họ không thật thà khai báo để cách ly. Giờ nó bung ra thì có mặt chết rõ. Chết tích. Mà tôi nói cho các ông các bà nhé, mặc dù thôi mình đã dẹp được dịch nhé, nhưng mà cũng không được phép chủ quan. Bản thân mình đã thế, bản thân mình như thế nhưng mà nhiều người đã có ý thức đâu, đúng không? Đúng cho rồi. Nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới diệt được con virus, hiểu chưa? Đúng. Như thế thì mình mới trị được những người thiếu ý thức. Đúng không? Ở đây mình đi đâu đây này? Để ngồi cách xa này, phải phân vùng rồi. Nhưng mà đồng tâm hiệp lực sao không? Nghe tôi dặn này nè. Ta hãy chung tay cho quê hương mình đẩy lùi virus. Ý thức nâng cao, văn minh mọi người hợp tác lâu dài. Toàn dân Việt mình hãy tuân theo, cùng nhau đồng lòng quyết tâm hơn. Virus Covid đâu có lo gì, gắn kết sông pha cùng nước Nam nhà. Nước mình khắp nơi nơi đều chung tay, lãnh đạo thức thâu đêm vì lo toan, để cho người người yên tâm sinh sống, bao lớp em thơ bình yên ở nhà. Nhờ tay mẹ hiền lương y chăm sóc, chiến sĩ thâu đêm dốc lòng quyết tâm. Virus tăng cao do nhiều người không biết nghĩ. Nếu biết cách ly, thương quê hương mình thì hãy chung lòng. Toàn dân Việt mình hãy chung tay, đồng tâm hiệp lực sát bên nhau. Virus Covid đâu có lo chi, ý thức nâng cao cả nước an toàn. Chúng ta phải có ý thức nâng cao nhá. Ý thức nâng cao thì mới an toàn cả nước, phải hiểu chưa? Ông yên tâm. Cứ đồng lòng thì phải nhảy nhá. Toàn dân Việt mình hãy tuân theo, cùng nhau đồng lòng quyết tâm hơn. Virus Covid ta có lo chi, gắn kết sông pha cùng chống giặc lạ. Nước mình khắp nơi nơi đều chung tay, lãnh đạo thức thâu đêm vì lo toan, để cho người người yên tâm sinh sống, bao lớp em thơ bình yên ở nhà. Nhờ tay mẹ hiền lương y chăm sóc, chiến sĩ thâu đêm dốc lòng quyết tâm. Virus tăng cao do nhiều người không biết nghĩ. Nếu biết cách ly, thương quê hương mình thì hãy chung lòng. Toàn dân Việt mình hãy chung tay, đồng tâm hiệp lực sát bên nhau. Virus Covid đâu có lo chi, ý thức nâng cao cả nước an toàn. Toàn dân Việt mình hãy chung tay,
ai đồng tâm hiệp lực sát bên nhau. Vì rút Covid đâu có lo chi, ý thức nâng cao cả nước an toàn. Toàn dân Việt mình hãy bên nhau, đồng tâm hiệp lực sát chung nhau. Vì rút Covid đâu có lo chi, ý thức nâng cao cả nước an toàn. Đấy, là phải ý thức lên cao, đúng không ạ? Đúng ạ. Nhà nào là phải ở nhà đấy, nhá. Không có đi lại đâu, đúng không? Mà tôi nói này, cái này nhá, chiều nay là bà cũng phải dẹp luôn nhá. Ở trên thành phố đã có công điện rồi, tất cả hàng quán, kể cả từ quán ăn, quán cà phê, không phải là hàng dịch vụ, thì tất cả chúng ta đều phải dẹp hết. Bà hiểu chưa ạ? Rồi ạ, bác yên tâm. Bà chị bỏ khẩu trang đi ăn miếng đầu thì chết đi rút. Dạ, ông đừng có chủ quan. Ông đùa thì đùa thế được nhé. Chứ còn cái việc vi rút là không phải miếng dầu hay chén rượu là hết được đâu. Nghe chưa? Mình có ý thức không nhỉ? Đấy, cái này nhá. Bỏ khẩu trang ăn đầu cho chết đi rút đi. Các ông các bà thì cứ ở đây, trong một lát nữa là tôi sẽ kiểm tra xem đã dẹp chưa nhá. Còn bây giờ tôi về trước. Nhớ là chiều nay không quán là không còn bán hàng nữa đâu nhá. Vâng vâng. Bán quán là phạt 10 triệu. Không, các bạn nhớ đấy nhá. Rồi, chào ông ạ. Hôm qua cháu làm mơ ra phải cướp đi mọi. Thế đây nhà mày ăn đủ. Ôi giời ơi, ông chả hiểu gì nè, cất là có vàng, vàng là 4 con 9. Ờ, thế là 49 à? 49 rồi. Thế ghi cho con 49 đi. Ghi bao nhiêu? Ờ, cháu không cầm tiền đây. Hay là... Ghi bao nhiêu con cứ nhắn tin đi nha. Vâng, vâng, vâng. Thôi, bây giờ bác trưởng thôn nói là đúng rồi. Thế chúng mình bây giờ là cứ hợp lực theo bác trưởng thôn học tập đi. Rồi. Thôi bây giờ dọn hàng ra, có gì con nhắn tin nhá. Rồi, làm về như này thôi. Rồi, về nhá. Vâng. Con hàng lại, con hàng nào. Hello. Dạ, xin chào. Cho em chén nước. Các bạn, từ hồi cách ly đến giờ, ăn uống nhiều quá, béo. Phải béo á, bụng suốt này. Có phải bụng run như béo cái gì mà béo. Đây là bụng run. Béo đấy ông ạ, ăn chỉ ăn với cả ngủ làm gì thì chẳng béo. Thế mà bác chả bù cho em, cứ ăn mãi rồi vẫn gầy đấy. Càng cách ly lại càng gầy đấy này. Ăn uống kiểu gì mà lại không lên cân? Ăn thế nào không biết được. Ngày ăn 5 bữa. Thế mà không lên cân à? Nhưng mà đi vệ sinh mất 6 lần. Ôi, chứ thằng này bị té lỏng rồi. Té lỏng rồi. Té lỏng là Tào Tháo đuổi ấy. Đi ngoài mất nước. À, mất nước á? Vậy đi. Ui rồi ôi, thằng này. Cho em chẳng nước cho nó mất nước. Này các bác ơi, từ cái ngày cách ly đến bây giờ, suốt ngày chỉ có hốc với ngủ thôi. Lên cân mà nó chán lắm rồi đấy, sắp phát rồ đến rồi này. Ui rồi, khác gì em đâu, cứ suốt ngày ở nhà ăn với ngủ, ăn với ngủ. Mệt mỏi lại ăn với ngủ, ăn với ngủ, chán lắm rồi. Ăn nhiều rồi, suốt rồi. Ôi giời ơi, thôi các ông ơi, được ăn, được ngủ ở nhà là sung sướng lắm rồi. À, đồng nhớ đang chết sở cái kìa, chết đói cái kìa, đang nhờ những người hảo tâm cái kìa để ủng hộ hữu trợ đây này. Rồi, đồng ha. Ba ghi cho con cái này nào. Rồi, mấy ông này chán ha. Ui, cho con cái chén nước nào ơi. Này, này, cách ly này mà làm món thịt chó ăn thì cũng ngon đấy nhỉ. À, Hùng ơi. À, thịt chó đồ này bao tiền cân em? Mày tìm sao ấy, tao có bán cho thịt chứ, mày tìm sao ấy, tao bán cho cảnh cơ mà. Cảnh nhá, đừng bắn mốc hàm. Trời ơi, ông chán. Ê, mày xem trên kênh của tao chưa? Kênh gì? Kênh Hùng Chó Channel ấy. Ôi dồi, con trong cảnh này em cũng xem à? Tí phải về phải xem đấy. Về xem sắp lại em nhá. Rồi. Ô, u này có ghi này, ông ghi con à? Con này bị điên à? Lộ để nó đã ghi đâu mà ghi. Ờ, tại đó. Nó đã ghi đâu. Mà từ cái hôm... Chưa quay. Từ cái hôm lộ để nghỉ nhá. Tối nào em cũng mơ ngủ đề thôi. Tôi thấy là ông. Ông mất ba cái nhà rồi ông vẫn chưa trừ à? Này, để nó mà quay là kiểu gì với chúng ấy. Ôi trời, tao mong mày chúng mày trả lợi tao. Hay là bây giờ bây giờ cứ ghi trước xong hôm nào quay thì tính. Đúng rồi. Ui, cho con để. Tiền đâu? Ghi chưa?
là con trưởng thôn Lõ Văn Đường của con. Con vắng làm sao mà con xin các cụ phù hộ độ trì cho thôn con vượt qua cái đại dịch Vilovit này. Nam mô Phật A Tấu, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy từ chư Phật mười phương, con lạy từ biên cương, con lạy sang hải đảo, con lạy từ thần cảnh báo, con lạy Chúa đừng lây, con lạy từ Vũ Hán sang Tây, tao lạy mày Covid. Mày là đồ chết tiệt, sao mày đến Việt Nam từ Trung Quốc tràn sang, mày lang thang vào Nhật, mày hành khất nước Hàn, mày hoảng loạn y gian làm điêu tàn nước Ý, mày tàn sát nước Mỹ, mày đánh đi châu Âu, gần hết cả địa cầu mày tung hoành ngang dọc, bao quốc gia khó nhập dân khốn khổ vì mày đảo điên cuộc sống này, mày có hay chăng chớ. Hôm nay tao tuyên bố Việt Nam tao đã khổ, nay trồng chất khổ thêm phòng dịch suốt ngày đêm, mày điệu hồn thì cút. Từ Cà Mau sông nước đến Lũng Cú Hà Giang, ba miền Bắc Trung Nam giết mày như giết giặc, mày nghi làm chủ lực quốc phòng giúp sức thêm công an trực ngày đêm cả nước vào trận đánh. Toàn dân lao phòng tránh tạm xa lánh cách ly quanh vùng chặn lối đi, mày phen này sẽ chết. Covid ơi xóa sạch lũ Covid cho dân tỉnh bình an, lão tướng Vũ Đức Đàm ra lệnh ngành xuất chúng. Mặt trận không tiếng súng nhưng không kiếm a, chiến trường lấy đạo đức tình thương là lãnh lá lành đùm lá rách. Phen này sẽ quyết sạch xe này sẽ quét sạch lũ Covid quậy bang, xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng và to đẹp, lạy mãi là kẻ ra cũng mệt. Xin dừng lại tại đây, mời tất cả làng thây đến YouTube YouTube cuối xin các ngài chia sẻ cho con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mệt quá, con là trưởng thôn Lõ Văn Lường, hôm nay con mang miệng về tâu, mang đầu về khấu, con lạy thần linh thổ địa thành hoàng bản tử phù hộ độ trì cho thôn ta vượt qua cái ải này, phù hộ cho đất nước Việt Nam ta ngày càng khang thịnh, cho Bắc Trung Nam ba miền được giàu giàu có phát phát thịnh thịnh, vượt qua cái cửa ải Covid này để đuổi nó về xứ nó, cho nước Việt Nam và toàn thể nhân loại được bình an vô sự, một năm an cắt khái nha. Trưởng thôn Lõ Văn Đường con cẩn tâu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mệt quá, ngày nào cũng cúng thế này. Cô hỏi các cháu này, cô hồn, cô vít, cô đơn, trong ba cô đấy sợ hôn cô nào? Cô hồn thử cúng xem sao, cô đơn tìm trốn vui nào hết ngay. Covid mà nhiễm thì gay, nhẹ thì cũng phải nhiều ngày cách ly. Nặng thì phải thở oxy, nặng hơn có thể ra đi vội vàng. Đi không từ biệt xóm làng, bạn bè chẳng đến thăm nhang chia buồn. Đã đi là xác định luôn, mang theo Covid nỗi buồn cô đơn. Cô hồn có khác gì hơn, chết trong bệnh tật tuổi hờn mà ra. Nhiễm Covid thì xác định là nguy cơ sẽ gặp cả ba cô này. Thôi thôi tao lạy chúng mày, văn thơ như thể cái chày giá cua. À loa loa, hiện nay chúng ta đang có nhiều trường hợp quên trên chiến thắng, ngủ quên trên chiến thắng. Mặc dù bệnh dịch, mặc dù bệnh dịch, không có ở thôn ta, nhưng không ai được phép chủ quan, không tụ tập đông, buôn dưa lê bán trứng thối, đề nghị bà con chống dịch cùng cả nước, chống dịch cùng cả nước. À loa loa. Nó hát karaoke mà nó hát cái bài vùng lá máy bay, nó hát 3-4 ngày hôm nay mà không hết cái lá, mà cái lá nó bay bay liên tục, em đau hết cả đầu. Nó bay nó rơi sang nhà tôi này. Thật á? Cái lá ở nhà ông nó bay là nó rơi sang cái nhà thằng hàng xóm nhà tôi ấy. Suốt ngày nó cứ lá rơi đắp mộ cuộc tình, mà nó đắp nhá, nó đắp 3-4 ngày không xong cái mộ, không hiểu nó đắp mộ cuộc tình hay là nó đắp mộ tổ nhà nó nữa chứ. Sát xuống nhà anh ấy kìa, đêm nào cái thằng hàng xóm nó cũng dã cái bài cho con gánh mẹ một lần, không biết nó thương mẹ nó 12 giờ đêm nó vẫn còn gánh, vẫn gánh đi đâu, gánh đi chôn à? À, đúng rồi, nó gánh sang cho thằng nhà xóm nhà em nó đắp mộ đấy. Mẹ trời ơi, không phải đâu, cái thằng đấy là nó gánh sang cái chỗ cân hàng xóm nhà tôi đấy. Suốt ngày nó con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, mà sao nó ngu thế nhỉ? Sao nó không thuê cái máy khoan hay là cái máy múc để cho nó nhanh không biết là các bác nhỉ?
cạnh nhà cô này có một người đàn bà con gái còn trẻ không năm sáu đời chồng rồi, 60-70 tuổi rồi nhưng suốt ngày phận là con gái chưa một lần níu ai. Quái gì rồi đấy? Ôi đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đây là ô nhiễm này. Đâu hết cả rồi. Mà đấy nó gọi là ô nhiễm tiếng ồn đấy các bạn. Ô nhiễm tiếng ồn. Này 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 này. Này. Chào bác Trường Sơn. Chào bác ạ. Tại sao đâu về đấy ạ? Tại sao lại tập trung đông như thế này hả? Làm cái gì mà lại tập trung ở đây đông như kiểu lễ hội là thế nào hả? Thế nào hả? Không các bạn. Ngồi uống nước. Đang ngồi uống nước ơi. Bác đi đâu về đây? Tuyên truyền, tuyên truyền. Nghề của em là tuyên truyền văn hóa. Tuyên truyền, tuyên truyền. Trưởng thôn em làm nghề tuyên truyền. Thôn mình mới nhận được cấp trên khen là thôn văn hóa. Không ai được văng bậy kẻo cấp trên thu lại tấm bằng. Nhà nhà đều văn hóa, nhà nhà cùng đoàn kết, tay nắm chặt với nhau. Mình là người văn hóa nên sống phải văn hóa. Ta không được cãi nhau. Thôn mình là thôn văn hóa. Này! Tổ cụ mấy thằng kia, ta bảo thôn mình thôn văn hóa, chúng mày trèo lên đấy ngã trên cụ chúng mày bây giờ chuột. cười gì đây mà các ông các bà ngồi đây làm gì hả? Tại sao lại ngồi đây hả? Đang giãn cách ngồi đây để lây bệnh cho nhau à? Ôi em bọn cháu ngồi đây chí ở nhà suốt ngày karaoke. Ui đau đầu lắm bác ạ. Hàng xóm nó cứ hát karaoke suốt ngày, ra đây uống nước để tránh đấy bác ạ. Đêm vẫn còn hát rồi. Thành thơi đầu óc bác à. Thành thơi cái gì? Vẫn còn lệnh giãn cách mà còn ngồi đây à? Con á, người ta không phải cất à. Đau hết cả đầu. Ra đây ngồi uống nước với mọi người chứ ở nhà đau đầu lắm bác ạ. Bác trẻ to nó ở trong con lê mà xử lý. Bác xử lý mà đi nha. Nhá. Này, thế bây giờ các ông các bà đi về đi. Ngồi tập trung ở đây. Rồi là người ta biết là thôn mình không thực hiện đúng nghị định của chính phủ, người ta thu cái bằng văn hóa này đấy. Giải phóng mặt bằng, đi về đi. Cái sổ đó nhá, 28.000 đấy. Mà này, còn hai ông bà nữa. Tôi nói rồi, hết dịch các ông các bà muốn bán thế nào cũng được, nhưng mà vẫn còn dịch bệnh là quán kia không được mở, nghe chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Này bà, ở trong miếu ông Từng vẫn có cho có trong miếu chứ? Dạ có đấy ạ. Thầy Thanh vẫn có trong miếu gì ạ? Dạ vâng ạ. Để tôi vào con đây. Thế tôi để cái xe đây, xong rồi là tôi vào tôi lễ tí. Sáng là tôi mua lễ tôi đặt đấy rồi. Dạ. Bây giờ tôi vào tôi khấn, để có gì là trông hộ tôi cái xe nhá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Trưởng thôn chú bà. Vâng ạ. Tốt quá, cái ông bày lễ cho tôi chưa? Vâng. Khấn đi, khấn khấn à, con lạy chín phương trời này mười phương vật, con lạy từ đặt lạy đến lò xo, con lạy từ bếp lò lạy sang quạt điện, lạy từ người nghiện lạy đến anh hùng, con lạy người hùng lạy luôn người dại, con lạy đi lạy lại lạy cả vậy cả, con lạy từ bà già lạy cả gái trẻ, lạy người mới đẻ lạy cả người mới sinh, con lạy bà còn trinh đến bà rách nát, con lạy từ thợ hát, con lạy đến kỹ sư, con lạy từ ông từ con lạy sang, con lạy à đấng gậy, con lạy que nhang, con lạy chính tường, con lạy bát cà pháo, con lạy hơi bát nháo, con chỉ cúi xin à, con cúi xin chín phương trời này mười phương đất, con lạy từ người đần nhắc đến người thông minh, con lạy từ khoa thần kính lạy sang qua nhà xác, con lạy từ bãi rác, con lạy đến bản lác Mai Châu à, con lạy con diều hâu, con lạy con chim chích, con lạy từ cái phích, con lạy đến cái bàn, con lạy từ người sang đến người có à, con lạy nồi cơm, con lạy máy bơm, con lạy ống ươm vàng ống, con lạy trời đá bóng, lạy bình nước nắng nhà con
à, con lạy trẻ lon ton lạy cụ già tập tánh, con lạy đủ ông cánh lạy cả các kênh, con lạy từ Phnom Penh lạy sang Bangkok, à, con lạy thừa thở dốc, con lạy xà ga, con lạy người lang thang, lạy anh giám đốc, lạy chị soái cốc, đến anh soái ca, lạy từ nhà ga ra sân bay Tân Sơn Nhất, con lạy từ sữa nguyên chất đến giò Hàn The, à, con lạy nguyên cả bụi tre, con lạy sang bụi chuối, con lại không ngờ đầu không cuối, con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi ngoại cây, lạy ra nga sang dây trang sức, con à, xin à, phép ba nghỉ ngơi, con lạy đến tụt thôi, con lạy luôn dâu chấm, lạy nhiều con sợ cấm, con lạy nốt phát thôi từ nay con lấy ơi, con à, lại à, xin à, lạy tiếp các cụ,